Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Gà. Thì trong cái thời gian mà Gà đợi cái season 4 của Diablo 4 á, thì không có gì để chơi, nhưng mà hiện tại trên Steam nó có cái game Necrosmith phần 2. Thì cái game này hôm trước Gà đã có chơi phần 1 rồi, thì anh em có thể tìm lại cái video đó để xem. Thì hôm nay Gà sẽ chơi cái phần 2 của nó. Thì anh em nhìn cái game này là một game dạng pixel, nhưng mà mình đừng cứ nghĩ là pixel thì nó sẽ dở nha. Pixel có nhiều game chơi rất là giải trí. Game nó hay không phải là do cái đồ họa của nó, mà là do cái cách mà nó chơi, nó làm chúng ta cuốn vô game á. Ok, thì Gà sẽ không nói về nhiều nữa, thì Gà sẽ vô chơi game đây thử cho anh em xem. Gà có một group Discord dùng để cho anh em giao lưu trao đổi những cái game giống như là Diablo, PoE và Last Epoch. Thì anh em nào đang tìm nơi để mua bán hay là tán gẫu thì anh em có thể vào group Discord của Gà ha. Ngoài ra bên Gà có bán game và làm dịch vụ về Diablo 2, Diablo 4. Nếu anh em có nhu cầu thì có thể PM ở trên page của Gà. Cảm ơn anh em. Thì đây là cái gameplay của nó. Nếu anh em nào đã chơi cái Necrosmith phần 1 rồi á thì cũng sẽ không xa lạ gì đâu. Đó, này có phần nút bow của nó nè, thì anh em có thể bow lại ha. Thì ở đây là cái bản đồ của nó nằm ở đây. Rồi trên đây là chúng ta sẽ có tạo những cái con xương. Đó, từng cái bộ phận của nó gắn cái đầu vô, đó. Mình triệu hồi lên nè. Thì mỗi lần mình ấy vậy thì nó sẽ tốn cái mana. Thì mấy con này nó có tác dụng là nếu có hình bàn tay thế này nè, thì nó sẽ có tác dụng là nó đi thu thập thôi. Đó, nó gặp con cái gì trên đó thì nó sẽ bắn cái đó. Có rất là nhiều loại tướng nha. Đó, thì trên bản đồ cái đấm xanh xanh này nè, là cái con này nè. Anh em có thể chỉnh cho nó nhiều cái chế độ khác nhau. Đây, nó có chế độ bảo vệ những cái khu vực gần đó nè. Cái này là nó sẽ quay về thành để nó bảo vệ cái thành. Ok, mình bấm bầu chút xíu nha. Tại vì lát nữa mình giải thích xong thì nó lại đánh mấy con quái vô đánh thành mình thấy bà luôn á. Đây, còn cái này là đánh enemy nè, đánh cái hù nè, còn cái này đánh mấy cái thành. Ở ngoài cái thành của mình nó sẽ có mấy cái thành nữa. Thì mình sẽ đánh mấy cái đó để mà mình làm thêm nguyên liệu gì đó. Rồi cái bình mana này á, dành cho những anh em nào chưa chơi game nào bây giờ thì nó dùng để mình tiêu thụ mấy cái phần mà không xài á, thì nó sẽ dồn cho mana. Thì mình có mana là mình sẽ có thể triệu hồi cái con quái mình lên. Càng nhiều mana càng tốt. Và nó có cái phần mà tiêu thụ mấy cái phần này nó vô cái phần mà con bự bự đó nữa. Gà sẽ chơi cho anh em thấy ha. Thì buổi sáng thì thường là mấy con quái nó sẽ tấn công mình. Bây giờ mình sẽ tiếp tục cho mấy con này nó đi vòng vòng, nó mở map với lại nó thu thập thêm mấy cái bộ phận ở ngoài nó, ở đây nó có nè. Đó, anh em thấy không, đi lụm mấy cái này. Thì còn mấy cái này là mấy cái phần mà kiểu mà nâng cấp. Đây, nâng cấp cho cái thành mình nè. Còn cái này á, là ráp cái con mà Titan bự thì là bự luôn, nhưng mà nó rất là cần cái body dởm để mà bỏ vô để mình có thể triệu hồi nó nha. Còn mấy cái bên đây là mấy cái đồ chơi để anh em có thể gọi ra để chơi nè. Nó có số lần sử dụng nha. Đó, nó sẽ tấn công mấy cái nhà này nè. Mấy cái nhà này sẽ ra mấy con quái nè. Thời gian này sẽ ra một cái con rất là bự. Hồi nãy Gà có chơi qua một lần rồi. Vì sao thì chúng ta sẽ có mấy cái body xịn hơn. À, thiếu mana này không? Chúng ta có thể tiêu thụ mấy cái đồ dởm thì nó sẽ tăng mana lên thêm. Anh em có thể kéo dục vô cũng được, hoặc là bấm chuột phải thì nó cũng tiêu thụ hết. Đó, mấy cục này, mấy cục mana nè. Nó đánh nhà mình kìa. Đánh nhà mình mất máu ghê không? Cho con này nó sẽ bảo vệ cái thành. Nó chỉ đi xung quanh cái thành để bảo vệ thôi. Lúc đầu thì chúng ta không có nhiều lựa chọn đâu, gọi được cái nào thì hay cái đó. Cái body nó càng xịn thì nó sẽ càng tốn mana để chịu hồi nha anh em. Nó trên đường nó đi thu hoạch thì nó vẫn gặp quái.
cái nhiệm vụ của mấy này á chỉ là đi thu hoạch nguyên liệu thôi, nên gặp quái thì nó đánh rồi nó đánh, còn không thì nó cũng đi à. Anh em có thể nâng cấp lên. Ở đầu quán tấn công kìa. Mình đã có một con ở nhà nó defend rồi. Cái đồ dởm thì anh em có thể bỏ đi. Đó, nó thu hoạch tiền nữa không? Cái gold này á, phù hợp cái gold này đó nữa vô anh em sẽ nâng cấp nhá. Sau khi mà end cái map thì anh em sẽ đi nâng cấp nó lên. Quái này nó tiếp tục tấn công vào thành mình tiếp nè. Đang có 50. Cái chân xịn, mấy cái chân xịn. Quăng đồ xịn luôn không? Quăng cục lửa, lửa búa xịn. À, dưới cái nhà phải đập cái nhà này để quái nó không có tấn công nữa. Đủ gạch rồi thì nâng cấp lên. Nâng cấp đam cộng đủ thứ cho mấy con quái của mình đó. Cái nào mà yếu quá thì mình rã ra để mình lấy cái đó, body nè. Mình có thể để một con này ở nhà để mà nó defend cái thành luôn. Titan căng 5 cái. Ôi chết cha, bấm lộn rồi. Đáng lẽ là phải giục vô. Bấm chuột giục trái nha anh em. Có chuột phải là nó rã ra. Ok. Cái này là chọi nè, cái này là kiếm nè. Ok, sáu sáu cái tới 6 cái nữa. Lấy cái nào đây, này đi. Ok, chúng ta được 2 cái rồi đó. Rồi một lát nữa chúng ta sẽ còn dư, sẽ làm tiếp. Tranh thủ nha, còn 8 phút nữa là con quái bự bên kia nó xuất hiện á. Anh em có thể dùng cái này để tay ra bọt mấy thằng lính mình về nè. Nếu mà nó lỡ đi xa quá. Tạo mấy con nó đi farm. Mấy con này nó sẽ đi thu thập nguyên liệu. Nó đang có 16 cục đá, có thể nâng cấp được cái gì không? Nâng cấp được cái này. Có một con, mấy con quái mình đi xuống đây nó khám phá suốt cái đây nè. Quái thì cứ chạy trên đây chứ mấy cái nhà trên đây. Mình có thể chỉnh cho mấy cái con lính của mình nó có thể đi tấn công mấy cái nhà đó thôi cũng được nha nè.
cho thay chỉnh con này nó đi đánh mấy cái chỗ đó thôi. Nó đi tấn công mấy cái nhà trên đó. Nó tấn công mấy cái nhà này kiểu gì nè. Nhà enemy player gì đó. Trụ sở của địch. Trên đường đó thì nó gặp quái thì nó cũng quơ kiếm ra trúng được con quái thì tính. Nếu anh em thấy nó nhanh quá thì mình có thể bấm bấm ngưng lại để mà mình điều khiển nha. Cho defend ở nhà mình, giờ quá tấn công nhiều quá. Giờ bên kia mình sẽ dùng cây dao. Nãy bên kia nâng cấp cây dao đúng không? Này cho bom nổ. Làm cái body chúng ta cần 10 cái. Ok, chúng ta có thể gọi nó được rồi nè. Đó. Được chưa? Đó, có thể để cho nó ở đây để mà nó defend cái nhà. Rồi còn mấy con này thì cũng để cho nó đi để mà nó thu hoạch được nè. Sau khi có con kia defend rồi thì đây con này nó defend ở nhà. Mấy con máu tím này là những con bự trâu nè. Nó cắn chết con kia của mình rồi. Thank you.
cho một vài con đi đánh thành để mà giảm bớt cái lượng quái tấn vô. Con đi đánh thành vừa mất máu ghê không? Body em là đi đánh thành luôn. Nhà mình hồi đầy máu lại nè, sau khi mà nâng cấp cái hơi dựa tự hồi máu. Ơi, con mình nó đánh tới đâu rồi? Con này đi tuốt xuống đây luôn rồi, nó khám phá xuống xuống tuốt xuống đây luôn rồi. Sao cái thành đây nó không chịu đánh đi trời? Tấn công lên cái thành trên đây còn 200 máu. Em ơi nghe cái thành này nè. Cái thành nó ra con cũng bự. Ở cái phần 1 á là tôi chế ra được cái con Minotaur nó đúng mạnh luôn. Lớp được tên lên trên đây gì đánh cái thành này cũng còn có xíu máu. Ừ nó bắn kìa. Ừ cuối cùng không tiêu diệt được. Cái súng này cũng mạnh lắm. Đó, cái con quỷ này ra nè. Con này nó defend luôn. Body nó xin xin xíu không trời. Ôi. Hai
con này đánh ngang ngửa, trời đánh ngang ngửa nha anh em. Đó. Không có con đó defend nhà là nát. Mình bow lại để mà mạnh quá vậy. Con mình xem chút nó đi luôn á. Đụm được cái Titan bọc recipe found nè. Một mảnh của cái đó nè. Công thành con Titan bự của mình sắp đi rồi. Lấy cái mảnh này thử coi. À, phải cần thịt. Cái này là cần thịt chứ không phải xương nữa. Cái phần nào thịt thì nó sẽ cần thịt. Thiếu thịt rồi. Cần hai cục thịt nữa. Thiếu hai cục thịt nè. Ok, chúng ta chỉ tới mới được một con thôi. Sau khi con này chết thì mới gọi con kia được. Rồi con này đi đánh thành cho nó chết rồi. Được cục thịt. Defend cái thằng.
Chết ráo rồi. Chứ không nói nhiệt. Mấy cái này là mấy cái cổng teleport, mình có thể đi đi ra chỗ mấy cổng teleport đó nè. Đây mấy cổng teleport nè. Mình chọn cổng teleport nào mà hợp lý thì mình release ra chỗ đó. Mình có thể tạo xong hết xong rồi mình đi cho này luôn. Tấn công thành còn được hai con nữa. Một con thủ ở nhà. Ok. Sức trưởng thì tốn 200 máu thì trời.
Chết ráo luôn trời, nhanh gì. Trời ơi má ơi, con quái bị nó bù lên cái chết ngắt luôn. Mấy cục lửa nó mạnh quá. Mười mà mười thật. À tôi quên nói với anh em, cái game này đang có giá là 115.000 ở trên Steam nha. Cũng rất là rẻ, cũng không có mắc lắm. Nên tôi nghĩ là anh em có thể mua và trải nghiệm được. Rất là ok. Uầy. Tôi nghĩ là chúng ta không ổn. Mấy con đi đánh thành chết ráo luôn. Ok. Con này mà đi đường này là chết chắc. Thử cái ly thử coi sao. À.
con kia thiếu thiếu 6 mảnh. Con này chắc đi quá. Chỗ này nó mạnh quá. Ba cái này để sẵn tại vì lát nữa hết giờ thằng boss nó ra. Mình cầm cự càng lâu càng tốt. Cái này không được luôn. Đó là cái kia. Đây tấn công không à. Giờ mà thả đây thì chỉ có chết. Lính mày thả ra gặp cái con này là chết hết. Lính chưa đủ mạnh. Ôi hai con luôn.
mình sẽ teleport. Nãy giờ bấm lộn hoài. Nó bắn cả khúc máu. Thấy ghê không? Cứ nói không đi. Ok, khoan khoan. Quên đi ly nữa. Vậy là cầm cự không nổi. Tao chưa nâng cấp hết á nè. Ok, thì cái gold của mình kiếm được đó, thì mình vô đây mình nâng cấp nè. Cái này tùy vô anh em muốn nâng cấp cái gì nâng cấp nha. Thì mình đọc cái nào mình thấy nâng cấp được thì mình nâng cấp. Đây là chứa mấy cái chi của anh em. Đây là phần nâng cấp, cái nào cũng phải tốt gold hết. Đó. Thì nó tóm lại đây là một cái game khá là đáng chơi. Thì anh em có thể lên Steam mua để trải nghiệm nhé. Thì ra đã trải nghiệm phần 1 của nó rồi, qua phần 2 nó cũng không thay đổi gì nhiều, nhưng mà nó update thêm nhiều cái tính năng mới, chơi cũng rất là ok. Thì anh em cảm nghĩ về game này như thế nào thì anh em có thể để lại comment cho gà nhé. Hôm nay trải nghiệm về được rồi. Thì đó là tất cả những gì mà gà muốn chia sẻ với anh em thôi. Nếu anh em có thắc mắc đóng góp ý kiến gì đó, thì anh em có thể comment phía bên dưới video. Nếu anh em là người mới tới channel gà và thấy video gà thích, đừng quên bỏ lại cho gà một like và subscribe, và đừng quên bấm cái chuông để không bỏ lỡ bất cứ video nào gà up lên trong tương lai. Nếu anh em mới support channel thì có phần thông tin donate gần góc trái màn hình. Nếu anh em không thể donate được, anh em chỉ cần bấm like, share video, đó cũng là cách support channel rồi. Cảm ơn anh em đã ngồi nghe những cái chia sẻ của gà. Và hẹn anh em ở những video tiếp theo. Thì để tránh cái việc mà anh em bị mít mấy event để farm nguyên liệu trong game để chúng ta farm những món đồ tốt á, thì bên gà có một cái app thông báo cho anh em những cái event ở trong game để anh em không bị mít. Thì anh em cần set tới thời gian 5 phút 10 phút trước khi cái event nó xảy ra thì nó sẽ thông báo cho anh em. Rồi cái app này cũng có phần mà nó sẽ get mấy cái build cho anh em khi mà anh em lượm được cái món unit hay là cái món unit mà anh em không biết sử dụng sao build gì, anh em chỉ cần chụp hình xong rồi nó sẽ quét, nó sẽ giúp cho những anh em newbie biết là cái này nó sử dụng cho cái build nào. Yeah, I ain't here for the money.